đi Khải Giác ơi. Đó. Đâu thử đi. Mời cả nhà ăn mình miếng tôm tái ha. Quá trời lục bình trôi cả nhà. Giờ qua tới ngoài biển luôn. Đó, bãi một đống luôn kìa. Kinh khủng. Đây nè cả nhà. Cái chân cái làn nước ép hay sao mà quá trời lục bình nó trôi rồi. Xình với ta đèn đèn vậy chứ dòng cát không nữa. Khách nổi luôn, giữ khách nổi luôn. Trời ơi, cái liệt mà trộn bánh men. Bò cái liệt lộn xộn với mang thứ gì chịu nổi. Quá chạy ngốc rồi, đi rộng luôn chứ tôi cũng lộn. Quá nhiều cá bò nha. Đây. Cá bò gai nha. Cá này bán thì rất là rẻ tiền luôn. Rẻ hơn cá cơm nữa nha. Mà tại mua solo với cá cơm này thì được giá. Chứ mà nó bán về nó không hiện ký có 5.000 4.000 thôi nha. Không ngon lắm. Cá cơm thì được ký 7.000 tới 9.000. Có cá nhưng này lấy gai nè. Thầy đừng cá mú rồi bự nè. Mú cả 2 kg à. Cá bự ngoài này bán chứ cũng không có được nhiều tiền hết trơn cả nhà. Cá mú này bán 1 kg cũng 60-70 ngàn mà cũng có nhiều. Tưởng này mà cộng sống vô bờ bán là tiền rất là nhiều. Kilo à. Đếm không? Có chấm anh giữa. Đèn còn nè. Quá cát. Nó bò trộn với cá cát. Đục khoảng tầm tấn mấy á. Cái này là cá gáy. Số lớn kia cũng 20 mấy ngàn. Cái bóp cái gì nè, cái bóp con nè, còn sống thì rộng sống mình bán được nha, chết thì bỏ vô bán cái kia, còn sống mình rộng bán con cũng được 100 ngàn, bán cho người ta nuôi bè. Nam nhất này ra
thôi, còn phần đầu để cho luộc luôn. Mày đang tôm rất là to luôn nha. Nãy giờ chụp hình hạch nó quá. Nãy giờ chụp hình xong rồi, tôm nó đã lìa chằng rồi. Bây giờ lấy con tôm này mình làm ăn sống sashimi. Yeah.
thì củ chú Ba mà chú Ba không có nhậu, chú Ba không có ăn này. Rồi xuống đây. Lấy đũa ra ngoài đi. Rồi nó đôi lấy ra ngoài đi. Lấy cộng đôi nè. Rồi con đôi bỏ ra ngoài. Trời ơi. Rồi sống chứ nha. Đi vô ngọng đôi đi. Đây nè, tôm nãy tôm chả bá lửa bây giờ còn có lớn á. Đúng ngọt luôn á. Bên đây là miếng cà chua, cái nhồng luôn à. Rồi
nhiều luôn nha.